ông vâng vâng đỡ thú thật, nhưng mà mình đứng đây chờ xe máy đi qua, chân lộn làm tí kiệm mình sáng giờ chưa gì.
đi vệ sinh nhỉ? Moments later. Các bạn theo dõi video của chúng mình nhé. Bây giờ mình chuẩn bị vào chỗ này Tuấn mới ạ. Bây giờ các bạn theo dõi video mình nhé. Các bạn ơi, mình có bố lốt, chuẩn bị bố lốt siêu cay cho anh Tuấn cay xè mồm luôn. Các bạn ơi, mình có cốc nước, mình rất là chanh. Các bạn ơi, bây giờ mình cho kẹo thối và kẹo xin bút chí nhé các bạn nhé. Cho anh Tân ăn thớ mồm luôn. Thế là cho cái thối là đi. Rồi, bây giờ mình cho thật rồi. Bây giờ mình để cái bút chì nữa vừa nước nhá. Cho ăn thớ mồm. Các bạn ơi, giờ mình bóc bú ba ra để cho bột ớt vào bú ba nhé các bạn nhá. Tôi mà ăn thì cái xé mồm luôn các bạn ạ. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị một cốc nước rồi. Anh Tuấn sẽ ăn hua hua cho bớt ớt vào siêu cay luôn. Mình đã ăn kẹo xiên bút chì thối mồm luôn. Bây giờ mình sẽ vắt chanh vào một cốc. Ăn một mức chưa chua luôn. Bắt được vừa nãy ăn kẹo chua chua làm tí xin bút chì.